Dạ, tôi Lưu Yến mến chào bà con và các bạn xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Thanh Nhân, có một số mặt hàng hoa giấy chào bán của bà con nha, như rồng tím trên màn ảnh bà con mình đang xem ha, để có một số giống mới khác nữa. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết giao lưu với em Thanh Nhân ạ. Dạ chào Liêm ạ, chào cả chú anh chị trên kênh Liêm ạ. Nay thì vừa có con số giống mới, số giống đỏ màu ạ, các con chú ủng hộ ạ. Không làm mất thời gian cô chú vô mã số 1 ạ. Một cây hoa giấy ghép rồng tím ạ. Cây có hoành là 19 ạ. Cao 80 ạ. Cây ngang 45 ạ. Cây mã số 1 hiện giao lưu với giá là 290k. Cẩm thạch rồng tím ạ. Cẩm thạch rồng tím ạ. Nó đang ra bông luôn. Dòng này cũng xiên bông lắm ạ. Con xin phép cho mã số 1 ạ. Tiếp theo vô mã số 2 ạ. Cũng là cây hoa giấy ghép ha, rồng tím rồi. Cây này bông chùm nha bà con, cẩm thạch rồng tím. Cây có hình là 14 ạ. Cao 50 ạ. Cái ngang 25 ạ. Cây mã số 2 giao lưu với giá là 250k. Cây cũng đang ra bông ạ. Còn xin phép là xuống mã số 2. Tiếp theo vô mã số 3, một cặp ạ. Một cặp hai cây. Cây thứ nhất này. Cây nhất thì có hoành là 9 ạ. Cao 60 ạ. Cái ngang là 34 ạ. Cây mã số 2 thì nó có hoành là 11 ạ. Cao 45 ạ. Cái ngang 30 ạ. Cây ghép chi cha qua. Mã số 3 này cũng giao lưu với giá 250k cho hai cây ạ. Hai cây. Chấp phép là số mã số 3. Theo bạn vô mã số 4 ạ. Một cây hoa giấy ghép hồng găng ạ. Cây có hoành là 10 ạ. Cao 60 ạ. Cái ngang là 50 ạ. Cây mã số 4 hiện giao lưu với giá là 170k. Cây đang ra bông rất nhiều. Một bo duy nhất muốn liền bo luôn nha bà con. Dạ. Cây già lắm. Con xin phép cho mã số 4 ạ. Tiếp theo cho mã số 5 ạ. Cây hoa giấy ghép nhiều giống nó màu ạ. Màu thứ nhất là Mondogin ạ. Màu thứ hai là Golden Sunshine ạ. Màu thứ ba là Boy Megi ạ. Màu thứ tư là Hồng Găng ạ. Cây gợt 4 màu. Cây có hoành 15 ạ. Cao 60 ạ. Cây ngang 45 ạ. Cây mã số 5 này con giao lưu với giá là 250k. Con xin phép xin mã số 5 ạ. Tiếp theo vô mã số 6 ạ. Cây táo vàng. Cây hoa giấy táo vàng. Cây có hoành là 20 ạ. Cao 80 ạ. Cây ngang 45 ạ. Cây mã số 6 là giao lưu quý giá là 300k. Cây xin phép và số mã số 6 ạ. Tiếp theo vô mã số 7 là một cặp ạ. Hai cây. Hai cây. Cây thứ nhất thì ghép được Mondogin ạ. Với CCA ạ.
Cái này trồng giống mới mà không quên qua. À, ba loại ha. Ba loại à. Cây có hoa là 11 ạ. À. Cao 50 ạ. À. Cây ngang là 35 ạ. Tiếp theo vô cây số 2. Có hoành là 10 ạ. Cao 60 ạ. Cây ngang 40 ạ, ép Morgan ạ. Cặp mã số 7 này con giao lưu với giá là 250k. Được 3 loại giống ạ. Con xin phép cho mã số 7 ạ. Đang hoa rực rỡ luôn. Dạ. Tiếp hàng vô mã số 8 mà. Ok, hai giấy ghép ba, sai giấy pin ạ. Lá vàng, cẩm thạch. Dạ. Cái này thì nó đột biến nha, có con bo lá vàng luôn. Này thì bông màu hồng lạc. Cây có hoa là 15 ạ. Cao 60 ạ. Cái ngang là 35 ạ. Cây mã số 8 này con giao lưu với giá là 260k. Con xin phép và xuống mã số 8 ạ. Tiếp theo vô mã số 9 ạ. Một cây hoa giấy ghép tiểu Ấn Độ ạ. Này thì nó đang ra hoa lên màu đậm luôn ạ. Cây có hoành là 17 ạ. Cao 55 ạ. Cái ngang của nó là 45 ạ. Cây mã số 9 này con giao lưu với giá là 300k. Cây cũng đang ra bông. Con xin phép cho mã số 9 ạ. Chắc hàng vô mã số 10 ạ. Cây hai với ghép sai ghép pin ạ. Một ghế này nó cũng hay quái. Cây có hoành là 14 ạ. Cao 50 ạ. Cái ngang của nó 35 ạ. Cây mã số 10 này còn giao lưu với giá là 270k. Con xin phép cho mã số 10 ạ. Tiếp theo vô mã số 11 ạ. Cây một rễ co lắc. Cây có hoành là 16. À, cây này thì nó ghép được màu thứ nhất là phát hồng ạ. Màu thứ hai là la đi di gắt ạ. Màu thứ ba là sông môi cam ạ. Cây này được 3 màu ạ. Cây này thì có hoành là 16 ạ. Cao 70 ạ. Cái ngang của nó thì 60 ạ. Cây mã số 11 còn giao lưu với giá 250k. Còn xin phép số mã số 11 ạ. Tiếp hàng vô mã số 12 ạ. Cây hai giấy ghép hai giấy alumit ạ. Cây này nó hơi nụ cũng bông màu vàng á. Nhầm đợt thì nó có cái viền đỏ hay chăng mặt bông. Cây có hoành là 11 ạ. Cao 50 ạ. Cái ngang của nó là 40 ạ. Cây mã số 12 con giao lưu với giá là 200k. Cây hai giấy ghép Yellow Mid ạ. Coi xin phép rồi. Số mã số 12 ạ. Theo vô mã số 13. Cái này ghép được à. Màu thứ nhất là phát hồng ạ. Màu thứ hai là golden sunshine ạ. Màu thứ ba là vàng thái ạ. Màu thứ tư là đỏ thái ạ. Cây được 4 màu ạ. Cây này có hoành là 18 ạ. Cao 50 ạ. Cái ngang 45 ạ. Cây mã số 13 em giao lưu với giá là 250k. Cái lạ đó nha, đọt đỏ bên này này chắc màu cam.
Con xin phép là xuống mã số 13 ạ. Hết hàng do mã số 14 ạ. Cây ghép tỷ Ấn Độ ạ. Cây nó cũng đang một bông. Cây có hành là 14 ạ. Cao 60 ạ. Cây ngang là 40 ạ. Cây mã số 14 hàng giao lưu với giá là 270k. Con xin phép mã số 14 ạ. Tiếp theo do mã số 15 ạ. Đỏ Red Pizza. Red Pizza. Cây có hoàn là 16 ạ. Cao 70 ạ. Tán ngang của nó là 55 ạ. Cây mã số 15 này con giao lưu với giá là 250k. Con xin phép chung mã số 15 ạ. Chiếc hàng vô mã số 16 ạ. Một cây hai giấy tẩy con đỏ nó cũng đang có mặt bông. Cây có hành là 20 ạ. Cao 45 ạ. Cái ngang là 40 ạ. Cây mã số 16 thì con giao lưu quý giá là 270k. Con xin phép là xuống mã số 16 ạ. Tiếp theo vô mã số 17 ạ. Cây có hoành là 9 ạ. Cây 60 ạ. Cây ngang 40 ạ. Cây này ghép được à. Mà thứ nhất là Ladigigas ạ. Mà thứ hai là này chi cha ai ạ. Mà thứ ba là Golden Sensei ạ. Mà thứ tư là Hồng Găng ạ. Cây được 4 màu. Rồi. Cây mã số 17 này con giao lưu với giá là 190k. 4 màu. Dạ. 190. Con xin phép cho mã số 17 ạ. Tiếp theo vô mã số 18 ạ. Son mơ cam. Cây hay viết son mơ cam. Cây có hành là 13. Cao 55 mà. Cán ngang 30 ạ. Cây mã số 18 bằng vô lưu với giá là 200k. Cây hay viết son mơ cam. Còn xin phép vào mã số 18 ạ. Hàng do mã số 19. Cây ghép màu thứ nhất là Ladigigas, nó cũng đang ra một bông. Màu thứ hai là Hồng Găng. Màu thứ ba là Golden Sensei. Màu thứ tư là Chi Cha Ai. Cây có 4 màu. Cây có hình là 10. Cao 70. Cái ngang 75 ạ. Cây 19 này con giao lưu với giá là 250k. Con xin phép con số mã số 19 ạ. Cái hàng vô mã số 20 ạ. Cái này màu thứ nhất là Mondugin ạ. Màu thứ hai là Ladigigas ạ. Đây được hai màu à, còn màu cái này bên đây chỉ cho ai ạ. Cây được 3 màu ạ. Cây có hoành là 14 ạ. Cao 50 ạ. Cái ngang 45 ạ. Cây mã 20 hiện giao lưu với giá là 230k. Con xin phép xuống mã 20 ạ. Cái thang vô mã 21 ạ.
cây ghép màu thứ nhất là Golden Sunshine ạ, màu thứ hai là Hồng Gan ạ, màu thứ ba là Mondugin ạ, cây được 3 màu ạ. Cây có hành là 14 ạ, K 45 ạ, cái ngang 45 ạ. Cây mã số 21 hàng giao lưu với giá 200k. À, cây này là khi mà Boy Magi nữa là được tổng cộng được 4 màu ạ. Cây mã 21 hàng giao lưu với giá là 200k. Mã số 21 là mã cuối clip ạ. Cảm ơn chú anh chị ủng hộ như dừng con ạ. Rồi, anh cảm ơn Thanh Nhân. Mến chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp nha.